Nhằm hướng đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, Google đã chính thức ra mắt trang web xu hướng SEA Games 31 để cập nhật mọi thông tin mới nhất về nội dung và kết quả các trận thi đấu của những bộ môn thể thao tại SEA Games 31 lần này. Tại trang web, 7 môn thể thao nổi bật nhất của SEA Games bao gồm bóng đá, cầu lông, taekwondo, bơi lội, cờ, bóng rổ và thể thao điện tử eSports được thiết kế rất bắt mắt ngay trên trang chủ với nhiều tin tức đa dạng và thú vị trước thềm diễn ra SEA Games. Bên cạnh đó, mỗi trang của từng bộ môn, Google xu hướng cũng mang đến những từ khóa tìm kiếm thịnh hành tạo cơ hội để người dùng có thể dễ dàng khai thác và tìm hiểu những thông tin về bộ môn thi đấu mà mình yêu thích. Apple ngừng sản xuất iPod Touch khép lại lịch sử hơn 20 năm của thế hệ iPod. Vừa qua, Apple đã thông báo sẽ chính thức ngừng sản xuất iPod Touch, thiết bị cuối cùng trong thế hệ iPod của Apple. Các sản phẩm iPod hiện có tại cửa hàng Apple sẽ được hãng tiếp tục bán cho đến khi hết hàng. Trước đây, iPod từng là một trong những dòng sản phẩm chủ lực được người dùng thế hệ 8X và 9X yêu thích bởi những cải tiến liên tục trong thiết kế và hiệu năng mà sản phẩm mang lại. Thế nhưng, do sự phát triển vượt trội cả về doanh số lẫn hiệu năng của iPhone đã khiến cho nhu cầu sử dụng máy nghe nhạc của người dùng không còn được như trước nữa. Chính vì vậy, việc Apple khai tử dòng iPod ngay thời điểm này cũng chính là một cái kết đẹp cho một kỷ nguyên lẫy lừng mà iPod từng mang lại cho người dùng. Tesla thu hồi 130.000 xe ô tô điện để khắc phục sự cố màn hình cảm ứng. Được biết, 130.000 ô tô điện này bao gồm các dòng xe như Model 3 và Y năm 2022, Model X và S năm 2021 và 2022 đã gặp sự cố khiến CPU trong hệ thống của xe gặp tình trạng quá nhiệt khi sạc nhanh, dẫn đến màn hình cảm ứng của ô tô cũng bị trục trặc theo. Việc màn hình cảm ứng bị ảnh hưởng đã khiến cho nhiều người dùng gặp bất cập trong lúc sử dụng như không thể xem được camera chiếu hậu, không thể cài đặt kiểm soát tốc độ của cần gạt nước, kính chắn gió và các chỉ báo cho biết ô tô đang lái hay lùi. Điều đó có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho người dùng. Tesla cho biết họ đã nhận được 59 yêu cầu bảo hành của người dùng liên tục từ tháng 1 cho đến đầu tháng 5 và hãng đã tung ra bản cập nhật qua mạng để khắc phục sự cố đối với các phương tiện gặp tình trạng này. Chiếc smartwatch đầu tiên của Google sẽ được ra mắt trong năm nay. Vừa qua, tại sự kiện Google I.O. 2022, một sự kiện thường niên dành cho các lập trình viên, kỹ thuật viên máy tính, phần mềm, Google đã giới thiệu loạt các sản phẩm mới dự kiến sẽ được ra mắt trong năm nay như điện thoại Pixel 6a, Pixel 7, dòng tai nghe Pixel Buds Pro và đặc biệt là sự xuất hiện của chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của hãng Pixel Watch. Cụ thể, Pixel Watch sẽ được trang bị Google Assistant, Google Wallet để thanh toán không tiếp xúc và Google Maps để chỉ đường. Thiết bị cũng sẽ có một ứng dụng để kiểm soát các sản phẩm nhà thông minh, có thể ghép nối các dịch vụ theo dõi sức khỏe Fitbit. Tuy nhiên, thời gian chính thức ra mắt của sản phẩm này vẫn chưa được Google tiết lộ. Realme 9 4G chính thức ra mắt với thiết kế mặt lưng ấn tượng. Sản phẩm mới nhất của nhà Realme gây ấn tượng mạnh với mặt lưng gợn sóng. Màn hình sử dụng tấm nền Super AMOLED 6.5 inch 90Hz. Đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng cảm biến ISOCELL HM6 của Samsung với camera chính 108MP, một camera góc siêu rộng và một camera macro. Thiết bị được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 680, viên pin 5000mAh và chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm là 6.690.000 đồng. Ngoài ra tại sự kiện, Realme cũng giới thiệu tai nghe thông minh mới của hãng là Realme Buds Q2S với độ trễ thấp cùng giá khởi điểm là 690.000. Với một sản phẩm có độ phân giải khá là cao lên đến 108MP, thì như bạn thấy là so với những sản phẩm hiện nay trên thị trường thì Realme 9 là một trong những sản phẩm sở hữu cái độ phân giải camera khá cao. Cùng với đó thì nó cũng được trang bị một cái cảm biến ảnh Samsung ISOCELL HM6 đầu tiên trên thế giới. Thì bằng việc đầu tư và tập trung vào camera như vậy thì bên Realme cũng cố gắng để sao đẩy mạnh những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng về chụp ảnh, thậm chí là những chụp ảnh về camera sau mà ngay cả những trải nghiệm về những cái tính năng trên camera. Ngoài ra thì giống như bạn thấy là hiện tại thì Nam Đàn cũng đang cầm một cái phiên bản màu sắc khá là ấn tượng đúng không? Đây là phiên bản với thiết kế gợn sóng sống động, thì một trong những cái thiết kế mà khá là nổi bật và thu hút của Realme đang hướng tới với đa phần các bạn trẻ. Bởi vì các bạn thường thì các bạn sử dụng điện thoại không chỉ là một món phụ kiện đi bên cạnh chúng ta mà còn là những cái mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cuộc sống. Cho nên là cái việc mà cầm nắm nó cũng rất là quan trọng. Cho nên Realme cũng muốn hướng tới những sự trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.